À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì đây em sẽ giới thiệu các bác về cái combo dây loa, dây nguồn và dây tín hiệu của dòng Angento Raffeden nha. Thì những cái dòng sản phẩm này thì nó đều là những cái dòng high end thôi. Thì ngày hôm nay thì bên em vừa cập bến được thì cũng tranh thủ giới thiệu đến cho những bác nào đang muốn cải thiện chất âm cho cái dàn âm thanh high end nhà mình nha. Đó. Thì trước tiên thì đây em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác về cái cặp dây ba lăng nha. Đấy, thì ngày hôm nay em về được hai cặp dây ba lăng đây. Rất là đẹp nha. Hàng này thì nó là hàng siêu lướt này, các bác nhìn ra. Đấy, riêng ở cái thằng này thì người ta sản xuất là cái đây, cái cặp ba lăng này nó cực kỳ là đặc trưng nha. Tức là dòng này của nó ba dây của nó này. Đấy, tức là dây của nó này, đây các bác nhìn ra. Đấy, nó sẽ có ba dây tách biệt hoàn toàn nha. Đấy, ba dây riêng biệt này. Hoàn toàn. Đấy, hàng siêu lướt về nha. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Đây. Em sẽ quay các bác về cái đầu ba lăng. Đây là một cái đầu ba lăng gọi là đặc trưng của hãng này, đây các bác nhìn chưa? Đấy, các bác nhìn là nó sẽ có một bên lép, một bên rai này, các bác nhìn chưa? Đấy, nó là dòng dây ba lăng Angento. Đấy, audio. À, các bác nhìn chưa? Đấy, nó đây các bác nhìn bên dưới của nó này. Thì dòng này thì dây của nó nhá, thì mỗi cặp em về nó đều có một cái series khác nhau nha. Tức là cặp này đây các bác nhìn thấy chưa? Đấy, bên dưới này nó có chữ là Master Raffeden này. Đấy, series number này. Đó, X này 0628 nha. Đấy, hàng nguyên bản đầu rắc của nó đây. Đấy, đây chính là cái đầu rắc của nó này, hàng rất là đẹp. Đấy, không vết chảy xước đâu nha. Cặp này thì nó sẽ dài là 1,5 m. Đấy, 1,5 m một cặp nha. Đấy, hàng của nó đây. Đây là đầu rắc đực của nó này, các bác nhìn ra. Đấy, đầu rắc đực của nó này. Đấy, đều có lép rai này. Các bác nhìn ra. Đó, cực kỳ là chất lượng nha. Angento Flop đây. Đấy, nó là dòng Master Raffeden. Đấy, cực kỳ là đẹp. Dây thì đây các bác nhìn này, đầu rắc ca lông của nó này. Đó. Đó. Không có vết chảy xước nào là. Cái quan trọng của nó này, các bác nhìn cái chân rắc của nó này. Đấy. Chân rắc của thằng này thì 100% đều là mạ những lớp vàng công nghiệp nha. Đấy, cái dòng này của nó là vàng nó thuộc dạng vàng trắng công nghiệp nha các bác nhìn nè. Đấy, nó hơi ngả này, các bác nhìn nè. Đấy, cực kỳ là chất lượng này. Nó là dòng Angento Flop nha. Cặp này thì dài 1,5 m thì em về được hai cặp thôi. Chứ dòng này thì thực ra thì để mà về nhiều thì cũng không rất là khó. Về một là cái giá thành nó cũng tương đối là cao. Cái thứ hai nữa là cái dòng này thì hiện tại là rất là ít có hàng lướt để về nhá. Đấy, em về hai cặp này. Đây, cặp này thì series khác nhau này. Đây, em quay cho các bác xem này. Đây. Đây, ví dụ như cặp này của nó này. Đây, các bác nhìn chưa? Đây. Đấy, cặp này series của nó là X0627 này, các bác nhìn chưa? Đó. Đầu rắc ca lông của nó đây. Đây, để em cầm cho các bác xem. Đó. Cực kỳ là chất lượng nha. Chân rắc của nó là các bác nhìn chưa? Thì cái dòng này đó, hãng người ta sản xuất ra, kể cả cái đầu rắc của nó cũng là thuộc dạng đầu rắc cực kỳ là đặc trưng nha các bác, các bác nhìn ra. Đấy, chân rắc nó có ba cái lỗ kìa, các bác nhìn ra. Đó. Và cái chân tiếp xúc của nó thì nó là một cái các bác nhìn ra. Đó, cực kỳ là chất lượng. Còn để phải nói thằng chất âm thằng này thì nó cực kỳ là đều dài nha. Đấy, tiếng nó rất là chi tiết, tiếng nó thanh thoát ra cực kỳ là hay. Một cặp dây loa như thế này thì một cặp dây ba lăng như thế này thì bên em đang bán nó bằng mức giá là 16 triệu cho một cặp dây ba lăng nha. Đấy, dây thì dài 1,5 m nguyên bản về cho anh em chơi. Đấy, hôm nay em về được hai cặp thôi. Đấy, tiếp đến thì đây. Đấy, em cũng về thêm được cả dây nguồn. Đấy, tức là hôm nay em về được cả trọn bộ luôn. Đó, cũng rất là lâu rồi thì hôm nay về được cả ba lăng, dây nguồn, dây loa thì cũng ít. Bởi vì những cái dòng này thì nó đều là hàng đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi. Đấy, còn có cặp nào sợi nào đẹp thì về được sợi đấy thôi. Còn đa số thì em về thì cũng lựa những cái hàng gọi là hàng tuyển rồi. Thì đây các bác nhìn nhá, cái thân dây của thằng dây loa Angento này thì nó cũng hơi gọi là hơi ngả màu tí đấy, các bác nhìn ra. Đấy, nó không được mới xuất 100% đâu, bởi vì hàng nó cũng đã qua sử dụng rồi. Này, coi như là, đấy, đây coi như là, đấy, nó là dòng dây nguồn Angento Flop, các bạn nhìn nha, đấy, các bạn nhìn nha, đó, Master Raffeden, đấy, tất cả series của nó này, đó, 0713 này, các bạn nhìn nha. Thì riêng cái dòng này thì 100% nó đều có series, đều có mã số ở trên đầu rắc cho tất cả các bác nha. Đây, đây là đầu rắc đực của nó này, đấy, các bạn nhìn nha, đấy, đầu rắc đực của nó này, đó. Em quay các bác xem này. Đó, chân rắc của nó đây. Đấy, cực kỳ là chất lượng. Đó, một sợi dây nguồn này thì nó có chiều dài là 2 m nha. 2 m cho một sợi dây nguồn. Đấy, các bác nhìn nhá.
Thì bác nào đang có nhu cầu quan tâm thì về cái dòng sản phẩm này thì có thể alo em nhá. Đấy, dây nguồn của nó thì cũng là một trong những thiết bị tối ưu cho một cái hệ thống âm thanh. Đấy, khi mà cái dòng điện đầu vào của các bác nó không được sạch, nó không được đảm bảo về cái chất lượng thì tất nhiên là nó cũng sẽ không thể nào phát huy tối đa về cái chất âm của nó mang lại nhá. Một sợi dây nguồn như này thì bên em về chiều dài 2 mét. Thực ra thì thôi thì cũng báo giá các bác, tại vì cũng nhiều nơi người ta đang bán là trên 20 triệu, thì sợi này em đang bán các bác mức giá là 18 triệu cho một sợi dây nguồn nhá. Đấy, dây nguồn Argento Flop này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đó, rất là đẹp, dây 2 mét, em về là 2 sợi nhá. Rồi, đấy. Cuối cùng thì đây em về được cặp dây loa này. Đấy, cặp này thì nó chính là một cặp dây loa Argento, nó cùng đời với lại dòng dây nguồn và dòng dây ba lăng nhá. Đấy, cùng đời nhá. Đấy, dây này thì dài là 2,5 mét một vế và nó sử dụng là đầu rắc càng cua hết nha các bác. 8 đầu rắc của nó thì nó đều sử dụng là đầu rắc càng cua và nó thuộc dạng dây đơn như này, để các bác nhìn ra. Tức là nó sẽ gồm 4 sợi tách biệt hoàn toàn nha. Lõi là 8.0 ly nha các bác. Đây. Đấy, càng cua của nó đây, các bác nhìn nha. Đây. Em quay các bác xem. Đó. Đầu rắc càng cua của nó thì cũng còn rất là đẹp này các bác. Đấy, trên đầu rắc của nó này các bác nhìn nha. Tại vì giờ cũng hơi muộn rồi, em quay video nó giờ cũng hơi muộn tí nên là à, các bác nhìn nào, đó, tất cả trên đầu này thì nó đều có seri hết 100% nha. À, các bác nhìn nào, đó, nó là dòng dây Argento Flop này. Đấy, các bác nhìn nào, đó, bài Argento này, đó, các bác nhìn nào, càng cua, lõi 8.0 ly. Đấy, đó, thì cái dòng dây loa Argento như thế này á, để mà nói về cái chất âm nó chi tiết cực kỳ và tuyệt vời nha. Các bác có thể phối ghép những dàn loa high-end như những dòng Tanloy đời cao hay là những dòng JB đời cao, cả cái này các bác ghép cùng với những dòng loa focal của nó cũng cực kỳ là hay. Đó. Đây, em sẽ quay cho các bác xem lại về cái đầu càng cua này nha. Thì cái đầu càng cua này nó, đây các bác nhìn này, nó cũng hơi ngảm. Đây, cái tức là cái thân dây của nó này, các bác nhìn là thân dây của nó này. Đấy. Thì dây là nó đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi. Đấy, bên đó thì người ta cũng đây. Đấy, người ta cũng khò một lớp co nhiệt bên ngoài này để nó tránh cái tình trạng là xước cái đầu rắc nha các bác. Đấy, xước đầu rắc không này các bác. Muốn nâng cấp hay gì đó thì nó cũng khá là khó. Đây các bác nhìn nha. Đấy, này đây. Ở trên đầu rắc thì đây là những cái vết cắm mà bên đó người ta xài rồi thì nó cũng còn những cái vết cắm như này. Đấy, các bác nhìn nha. Đó. Cực kỳ đẹp này. Đó, Argento Flop. Đấy. Cái cặp dây loa này á, bác nào mà đang có nhu cầu thì có thể alo em nha. Cặp này thì giá thôi thì em xin phép báo các bác là trên 30 triệu nha. Thì bác nào quan tâm alo cho em Huy Cường Audio. Đấy, bên em sẽ gửi hàng cho tất cả các bác. Rồi, thì ngày hôm nay em về được cái dòng sản phẩm Argento như này, thì bác nào đang có nhu cầu nâng cấp hệ thống âm thanh thì các bác thể liên hệ trực tiếp cho em Huy Cường nhá. Rồi, sau cùng em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp. Thì các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những cái video clip thường xuyên hơn bên em Huy Cường Audio ạ.